đi cần luôn á, bắn xuống luôn. Quá đã luôn, cái này phá hoại là đúng sướng luôn á. Trời ơi, tao mày mà ban ngày ban mặt mà giác ba lô với quyền khẩu đà bác ra đường, chắc người ta xách 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 chủ cùn, người ta dí, người ta quýnh thấy bà luôn á. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi một cái game mới, đó là Destruction Simulator. Yeah. Game này là thiên về phá hủy nè, phá hủy mọi thứ luôn. Chính mình xác. Thích cái gì phá hủy đó, nhưng phá mà hoại á. Cái cấp độ của mình nó khá là nhỏ nên là mình chỉ phá hủy được những cái thứ nào mà nó cho phép thôi. Đây là cái chỗ đầu tiên mình phá hủy được level 1 của mình nè, đó là những chiếc xe hơi ở trong một cái trường đua. Ok, và trước khi bắt đầu vào video thì đừng quên bỏ lại cho mình và Vami một like, chú, share và đừng quên subscribe channel của mình và comment subscribe channel của mình và Vami nữa, và comment ở phía dưới các bạn nào thấy cái game này thú vị không nhé. Ok, tao sẽ like cho mày. Tao like cho mày 2 cái luôn. Tao like cho mày 4 cái luôn. Đấy, đừng like số chẵn qua. Ok, bắn 2 chiếc xe được 25 tiền này túi. Thì mới vào thì cái túi của mình rất là nhỏ nha mọi người, chứa được chỉ có 25 cái mảnh dụng thôi. Ừ, hiện tại giờ game này nó cũng hot nha. Chính xác. Nhưng mà code, mình sẽ cho mọi người coi trước đó là code gì luôn. Đó, đó, đây, code, đây, code nhập cho mọi người biết luôn. Đó. Level Fu Fu gì đó. Level 2 pe, đúng rồi, level 2 pe. Ok, thì cái code này là nó giúp cho mình nâng thêm được 5 level nha mọi người. Ừ, ok, hiện tại giờ cái 5, nó sẽ cho mình đúng 5 level luôn, chứ không phải là nó cho mình kinh nghiệm để lên đủ 5 level đâu. Chính xác. Nên là mình cứ lên được cái level 5 mình nhập nó thì sau đó nó sẽ cho mình lên thẳng level 10 luôn. Chính xác, tại vì cái level 1 lên level 5 nó nhanh lắm. Nếu mà mình bây giờ mình nhập á thì từ 5 lên 10 nó lâu cực kỳ luôn. Đúng rồi, đó, nên là cứ bình thường. Ok. Cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh mà rung. Mới nhập sớm. Ok, full rồi. Trời ơi, mỗi lần bán à, có ít kinh nghiệm á, cái này chắc mà phải để dành mua súng, mua bom vậy đó. Đánh cho nó mạnh mới được. Mua rương trước, mua túi trước. Cái túi. Trời đó, tao mới đặt cái bom đứa nào nó đá một phát một cái bom văng ra ngoài đường luôn rồi. Ủa phải có luôn hả? Quá đáng. Ừ. Ví dụ đá cái bom được hả? Ý là phải đá cái bom mà là nó bắn á. Trong game này mình với anh Vami là thợ phá nhà đó. Không, nói chung là tao với mày là hai chuyên gia phá hoại á. Ok, mấy cái nhà cắt rớt xuống. Ây da, trời ơi, tao bắn cái một tay văng lên trời luôn. Quá đáng lắm luôn. Tại bây giờ mình rất là quy bắp rất là yếu. Ê, mày cái tòa nhà này bắn được luôn nè, cái chỗ mà khách, mấy cái chỗ mà khán đài ngồi á. Thì bắn được mà, trời, nói chung trong này cái gì cũng bắn được đó. Nói chung có gì bắn đó. Ta đang hết mình, ta bắn luôn nè. Ok, bây giờ mình sẽ vào shop, mình mua cái túi nha. 25 là 75, ok, 75 mua được, mình có 100 tiền rồi. Đây là 250 lần. Sao mày không để dành thêm 25 tiền nữa, mày mua cái túi kia nó ngon, ngon. Tới 250 lần. Ừ, đâu, ta... trăm mấy nha. Cái túi đầu tiên 75, túi thứ hai tới 150 lần. Mấy? Hay là tao nhìn lộn tiền đây. Nhìn lộn rồi. Thôi mua lộn rồi, mua lộn rồi. Trời, cái túi 30. Vãi. Thì cái tình nãy giờ nhìn lộn cái tiền với lại cái số tiền với lại cái số đựng. Rồi vãi thật chứ. Thôi Bami, cạn lời với ông Bami. Cái tình quá đáng. Lộn, ai có bị lộn. Ai cũng lộn một lần trong đời. Lộn nha, tôi nói lộn đó. Ừ, tao có biết mày lộn rồi. Ừ. Tại bây giờ nó là level 4 rồi. Ba rưỡi. Ai có ba rưỡi? 399. Nó quăng, nó cầm ra ngoài nó. Ây da, trời, đứa nào mà nó quăng té ra ngoài hoài luôn á. Quá đáng. Đúng. Ok, một nhát nữa 4 nè, level 4 nha con. 4 coi. Đó, ok, level 4 rồi. Ê mày coi nhất là quăng chứ bơm. Cách đầu cái. Ủa mà rốt cuộc tao bắn. Dục cho bom vô. Đúng. Ê mày, có một cái nguyên lý sai trái là cho nổ hết cái khán đài rồi mà mấy cây cột, cái nóc nhà vẫn chưa sụp. Chưa, mày phải phá hết cái trụ cột của nó chứ, bây giờ bạn là bê tông cốt thép không ạ? À? Ủa sao biết bê tông cốt thép? Chứ không lẽ bê tông cốt rơm ba mày bớt. Ủa chứ mày bắn nổ bê tông mà còn thép đâu, tao đâu thấy thép đâu. Trời ơi, thép nó chụp. Bê tông đúc rồi ba ơi, sai trái. À bê tông đúc, lộn bê tông đúc. Bê tông đúc không có thép nha. Nhớ mình làm lộn. Nó đúc cho mình làm bánh đúc vậy á. Ok, bây giờ là con sẽ mua cái túi tiếp theo, là bây giờ con có 190 tiền rồi. Wow, ghê thiệt chứ. Bây giờ ta 140 tiền rồi. Ok, đó, mày lại mua cái túi 250 này nó dễ hơn. Ừ, thì bởi vậy nãy tao nói 250 đó mà nó chưa đủ tiền. Ok, phá cầm nát cái khán đài này rồi.
Thôi khứa này sao nó không bắn đổ bắn tao hoài ta. Mày không biết rồi ba. Gì? Cái điên nó bắn tao vậy ba. Đó từ lưng nó chùn. Ok, hey, mình với mọi người đã phá hủy hết tất cả khu này rồi nên là nó reload lại. Thiệt. Chưa nó phải ra hết cái vòng nữa. Chưa reset xong cái đúng rồi á. Bắn đâu có ăn đâu mà nó có vòng bảo vệ kìa. Ok, quất chiếc xe con. Ô, văng luôn. Vòng vô đây. Đó. À. Chun, ok, đúng, đó, quá đã luôn. Đó. Ồ là banh banh dành nguyên cái xe luôn. Ào quá thơm. Đó, cho bom nè. Ai á, trời tao văng, trời ơi. Mày phóng bom tao văng ra ngoài, tao nổ chết tao ngoài đường luôn rồi. mới hỏi được một phát bom mày nó văng tứ phía rồi. Vậy thật chứ, thiệt cái tình. Quý ghê. Bây giờ là phá cái phát pháo đài. Đó, à, phá cái pháo đài, còn hai chiếc xe để tao xử cho. Đó. À. Cần chứ. Ok, đầy rồi, trời mau đầy dễ sợ luôn. Bán, đầy nhanh gì bán, được từ 220 rồi, còn 30 tiền nữa ta sẽ mua được cái túi 250, yeah. Gì? Ủa mẹ, không, túi 250 có 125 tiền à. Lụ đạn. Ủa, tao nhìn lộn hoài luôn không? Trời ơi. Thôi bắn xong bên này đi. Lời. Mình nhìn lộn cái số đựng với lại cái số tiền hoài mọi người. Thì cái tình. Thanh niên kia nhập code lên được level 7 rồi kìa. Ok, giờ nó level 7 nó liền level 10 ra lòi xịt ra ngoài luôn. Thanh niên nát thở luôn. Ok, trời ơi chưa thấy ai cho lầy cho mình với ga cuối tuần mà đem bom với đem súng đi phá đồ của người ta. Cái này nó mà biết nó kêu công an bắt thấy bà luôn à. Và mi ơi, nhập code mi ơi. Ok, đợi tao một 10 giây nữa. Bye. Ok. Hay qua đường này mà qua bên này đi ghê. Ok, gần được rồi, gần được rồi. Đúng. Okay. Yeah. Qua đường level 10 rồi. Yes. Mém lên. Lên con, ló lên con. Xuống này không bắn được bên level 10 mày ơi. Cái vậy? Ừ. Ok, lên level 50. Bây giờ mình sẽ nhập code cho mọi người ha. Đây, code Leve Luffy Be đó. Ồ lộn. Xài được ba mươi ơi, nâng cấp súng lên. Hả? Cấp súng lên mới xài được, nâng cấp súng. Ok, level 10, quá sung sướng. Bây giờ mình sẽ về mình nâng cấp súng và mình mua luôn cái ba lô. Ok, đã nâng cấp súng rồi. Ủa trời, súng gì vậy? Wow. Ủa súng này, súng này bá đạo nè. Đây. Hồi nãy mình nhìn lộn cái túi 250 chỉ có 125 tiền à. Hiện tại bây giờ chiếc okay. Bơm sẽ không phá được tại vì bơm mình nó khá là cùi. Mình phải nâng cấp chiếc bơm lên nữa. Mình còn 181, ok, 181 mua cái súng 150 trước đi. Rồi. Bơm rẻ không? Quá luôn, wow. Ok, tao mua đủ bộ rồi. Bắn ra 3 tia luôn Tommy. Ghê, tao cũng bắn ra chuẩn bị mua cái súng bắn 3 tia là một chiếc bơm TNT rồi nè. Rồi, bắn 3 tia đúng sướng luôn. Wow. Bơm nè, đó, tao bỏ TNT để coi nó phá hoại dữ không? Phá. Wow, nổ ghê hơn á mày. Quá luôn. Ok, cứ xong một cái bom là mình sẽ quất một cái súng. Nổ bom xong là mình quơ súng, đó. Nó sẽ lên combo. Quay đồ bom, bom 125 phải không? Ok, bom 30 có cu rẻ lắm. Mua TNT đi có 30 đồng mà rẻ lắm cu. Hồi ghê vậy, ok. Ủa mày qua level 5 chi vậy? Ủa, cái à quên, level 10 bên kia lộn. Ba mày bị quẩn ba. Trời hôm nay bị liệu luôn á ơi. Ai phải liệu. Phá nhà đúng không? Phá nhà đúng không? Tại cái nông trại, nông trại. Nông trại vui vẻ. Ok, bây giờ là mình sẽ quăng cái trái bom vô trong này. Đó. Rồi bắt đầu chạy. Cái coi nó nổ. Ôi trời ơi, cái này level 10 nãy giờ nhìn lộn ông ơi. Thì cái tình đúng là lụ đạn. Bắn, đúng, đó. Trời đất ơi. Tao vừa mới bắn, tao vừa mới tới nơi, tao bắn một cái nó đầy, nó đẩy tao về bán. Ê mày mua túi bao nhiêu vậy? Cái gì? Mua túi bao nhiêu tiền vậy? Túi 250 nãy đó. Ủa mày, à túi 250 giống tao hả? Trời ơi, hồi nãy tao nhìn lộn mấy số tiền với số túi đó. Ok, cho cái bom dưới đây cho nó đánh sụp luôn cái tòa nhà này luôn. Ok. Bắn vô đây. Rơm nè, rơm hả? Đặt bom vô đây một phát một là bể rơm luôn. Đùng đùng hay quá. Đặt bom ở chân giường nè, chân nhà chứ lộn. Đùng. Giờ chắc lên level 15 mới thốn lắm á, nãy giờ chưa lên được.
Đúng rồi, nãy cho nãy giờ mới được có 1/8 à. Hello, mới được có 2/8 à. Lâu kinh khủng luôn á. Lâu okay. Lâu quá đáng luôn. Lâu mà lâu quá đáng lắm luôn á. Đó, okay. Đó ok. Yeah, 501 rồi. Để cho mua cái gì nữa không? Mua cái súng mới, mua cái súng mới không đủ tiền rồi. Bây giờ cao tới 750 lần. 750 lần. Chế bộ đưa tiếp theo tới 650. Một bắt bắt mới, đúng rồi. Nâng cấp bắt bắt đi cu, lên. Bắt bắt là ồ 650 tiền lần chưa đủ, chưa đủ. Bao nhiêu rồi? 650 lần tao mới có 500 mà. Tao đi cuốc nữa về là đủ luôn á. bây giờ mày đi một lần nữa là bây giờ mày đi một lần nữa là mày đủ chắc luôn rồi đó. Chắc luôn nhưng mà level thì nó sẽ dậm chân chắc luôn. Ôi, bên level 15 đúng. Bên level 15. Sao nó không cho cái nào mà cái gì nó không cho cộng thêm 5 level nữa ha? À, không chắc luôn. Có rồi mình biết mình luôn. Nói xong cái đó nó chửi vào mặt mày gì không? Nó cho 5 level sướng với bà rồi đòi hỏi tao không cho luôn giờ. Nó có quyền không cho và mọi người có quyền không chơi. Đó là lý do tại sao nó lên top 1 á. Phải chơi lầy vậy đó mới được. Đúng rồi, nhiều khi không muốn đòi hỏi mà bắt buộc phải đòi hỏi. Quá đáng lắm luôn á. Ờ, quá đáng thiệt. Ok, đủ luôn, 751 chờ má vừa đủ luôn chứ. Mua cái bát trước hay mua súng trước đây ta? Thôi mua súng này 750 nè. Bên này có thấy nó ít tiền quá. Ok, ê tao không có mua túi mày ơi, tao mua súng trước. Phải. Bioka bắn đam cao hơn, về sớm hơn. Không mua túi mà. Nhiều tiền hơn. Ôi giời đất ơi, thiệt tao không có. Đó. Nói chung là game này game phá hoại mà mình cứ phá hoại nhiều nhất là tốt nhất. Túi hả, ba cái đồ quỷ về chạy qua mấy hồi đó. Reload cũng nhanh nữa. Ôi. Bây giờ tao nghĩ là okay. Nên qua level 5 đi, qua level 5 bắn nó thốn hơn á. Tại vì là kinh nghiệm nhiều hơn không? Level 5 nó nhiều công trình hơn bên kia ít công trình. Ok, lụm được 250 lại rồi. Ủa, coi lên được 500 tiền rồi. Để lại coi, để tao chơi lại coi. Tao qua đây tao bắn lại coi nó lên nhanh hơn nhiều hơn không? Tao bắn lại ba. Thấy tao bắn lại bên level 5 nè. Thời nãy tao bên level 5 tao bắn tao thấy quá trời đồ, mày rủ rê qua bển tao mới qua chứ. Vãi. Hồi nãy công nhận là mày nên qua bên kia nó đúng hơn á. Vãi. Cái đồ lẹo lưỡi, cái đồ hai lưỡi, lưỡi hai, lưỡi không xương gì đường lắc léo. Ok, bây giờ mình sẽ bắn container nha. Cái container là chứ mấy cần container thôi nha. Container đâu cái cần container đâu. Ủa sao nổ bay? Bắn mày nè. Ơ mày hình như container đựng gỗ hay gì mày, tao thấy nó nâu nâu kìa. Đâu? À, ok, 500. Bây giờ mình về một lần nữa mình sẽ đủ tiền mua cái backpack tiếp theo nha. Có không? Chắc không? 500 tiền rồi ba. Ủa chứ hồi nãy. Ủa tao nhớ là mày mua. Tao mua súng bazooka trước. Mua súng trước bắn cho nó tê chứ mua backpack làm chi. Rồi mất luôn cái súng rồi. Reset nhân vật lại. Thiệt tình lâu lâu nó lắc nó mất súng luôn mọi người. Tại vì do mày đang bực. Ok, sẵn vô xe một cái về đi tiếp. Đó, được 112 tiền. 613 đủ tiền mua túi vậy ta. Ok, tao full rồi, tao thêm 1000 tiền rồi. Ồ, 500 đủ tiền mua túi rồi nè, mua 650 lần thiếu rồi. Ồ, 1500 lần hả? Bây giờ là mình không biết mình nên mua cái súng nào đây coi. Bioka đi, wow. Mày được nhiêu tiền rồi? Tao được ngàn, không, tao sẽ để dành 1500 coi mua súng. À, ok. Tại vì súng nó sẽ ngon hơn được chút. Đúng rồi, súng là nó bắn đam nhiều hơn, nó được nhiều tiền hơn. Ok, trời ơi. Hôm nay đi phá hoại đúng sướng luôn mọi người. Phá nát nguyên công trình này luôn. Để tao mày, tao mày là công nhân đi chuyên đi phá mà. Ờ, bắn mà lắc game luôn mới ghê chứ. Bán. Ok, bắn, chun. Có đại niên kêu có bánh bèo đó, có nói rồi, có đâu có bán bánh bèo đâu. Đúng rồi, con quỷ kia đâu bán bánh bèo nó, BD mà. Bảy. Sale. Ok, 800 mấy rồi, bây giờ mua cái túi. Gì ba? Ôi, tao lên được 1000 rồi đó ba. Mày ngang kìa, mày ngang là mày mua túi trước, còn tao mua súng trước. Ủa? Reload lại. Okay. Đi qua map kia liền. À, đợi mày qua map kia hả? Nè, bây giờ đang chạy qua map level 10 nè. Tại vì level 10 bây giờ nó mới cập nhật lại, nó mới respawn lại nè. Ok, bên đây nó xong rồi nè, tao bắn bên đây luôn. Qua đó chậm lắm. Chưa. Dạ thôi mày qua bên kia đi một mình. Đó, xong rồi nè. Một mình tao xông qua bên này là nó cực nhanh luôn. Ok. Level 10, lên level 1 chưa lên được. Đậu phòng. Ờ 10 nãy giờ luôn mới được có 90-80% à.
quá đáng lắm luôn á. Chưa lên được một cái level nữa. Tao nghĩ là đánh bên level 10 nó sẽ nhiều điểm hơn level 5 chứ. Chả hiểu. Ok, đủ tiền mua được cái súng thôi. Bây giờ vô mua cái súng qua phá nát cái level 5 luôn. Ok, chậm mất nết mày. Mày kêu tao bắn level 5, mày level 10 vô qua đây mày. Tao đổi súng rồi nè ba. Ôi vãi, mày lấy súng gì á? Thôi lên level 11 luôn, bắn cái đùng phát lên level 11 luôn. Vãi, ok, nổ cái đùng luôn rồi. Phá banh nhà luôn rồi, thiệt. Ghê thật. Ok. Trời, chiếc container này công nhận nó nhiều chi tiết ghê mà người bắn nãy giờ mà chưa hết chiếc container nữa. Ok, sell. Yeah, 713. Bây giờ kia nó qua level 5 rồi, mình qua level 10. Một phát bắn ra một viên chứ. Oh. Nó đã. Ok, phá level 10 thôi, kia đang bên level 5 rồi. Hy vọng phá bên đây nó sẽ được nhiều tiền hơn. Đó, y luôn kinh nghiệm với tiền nhiều hơn. Ok, rải bom vô ngọn vô lúa nào. Cánh đồng ngô, đây là cánh đồng dưa hấu. Đó, dưa hấu nè. À, lúa nè. Ô, level 11 luôn rồi. Rải nha chị ba. Chứ sao mày? Ủa mà mày mua cái Chưa mua súng. Lấy dành tiền. Đùng. Không, súng súng tao bắn tốt luôn. Qua đây chi vậy? Qua đây chi ai mượn vậy? Ui luôn rồi, đâu có không? Ghê, bán được 500 tiền, tao sẽ mua túi tiếp theo này. Kỳ luôn. Ủa túi mày 500 tiền luôn hả? Hả? Ô được 1.200 rồi, súng mày nhiêu hả? Súng tao súng 1.500. À 1.500, còn túi tiếp theo là túi nhiêu? Súng mày túi. Cái túi tiếp theo là túi nhiêu? 1.200 với 1.500 đúng không? Không, okay. 1.200 với 1.500 là 2.700 á. Ok, 2.700. Mình sẽ lên 1.000, mình lên 1.500 mình mua súng trước rồi mua túi sau, ngu gì chịu nhiên để dành lần 2.700 chi. Đúng không? Okay. Quá sướng. Trời ơi, đi cần luôn á, bắn sướng luôn. Chiu. Quá đã luôn, cái này phá hoại là đúng sướng luôn á. Trời ơi, tao mày mà ban ngày ban mặt mà giác ba lô với quyền khẩu đại bác ra đường chắc người ta xách xách da xách xách chủ cùn người ta dí tao quýnh thấy bà luôn á. Trời, nó mà dám đụng mày mới lạ, mà đụng mày là ăn một phát rồi dễ gì. Bắt đầu mấy anh công an sẽ ra làm màu, tập trung lực lượng thì là đông, ra năn nỉ. Phải, trời ơi, thanh niên ba mi thật là ảo tưởng. Mọi người thấy nó đúng ảo tưởng luôn. Chứ sao mày nghĩ sao mày mang túi mày mang đại bác ra không, để nó không năn nỉ mày chứ làm gì? Kêu nó năng nỉ theo cách gì không? Năng nỉ mà dạng như là làm gì làm như mà phải sang chảnh lên, nó năng nỉ là đứng lại, anh hãy mau bỏ vũ khí xuống. Ok, cái súng mới. Đây, cái súng mới của mình đây. Qua level 5 bắn tiếp, thôi qua level 10 đi. Có vẻ level 10 là level nhanh hơn á. Mà qua kia rồi. Mày cứ tiếp tục mày bắn vào level đó nha, mày không cần phải qua đây đâu. Mày qua đây nó đó, ok, 42 kinh nghiệm luôn. Wow, bắn sướng thật. Bây giờ hiện tại là nhưng mà nó reload hơi lâu. Mình đang cần lên bao nhiêu tiền nhỉ? Mình không đó, biết. 72 kinh nghiệm. Tại vì bây giờ mình đang cần lên level 15 mà lên level 5 cực kỳ lâu luôn. Ok. Lâu chứ, không lâu mày chơi làm gì? Mình phải mua. Ok, sập nhà luôn rồi. Nó đè tao mày ơi. Vãi, trời nó bắn sập nhà luôn mới ghê chứ. Ghê thật, bắn sập nhà đè tao luôn mày. Và mày quá đáng. Ok, bây giờ mình sẽ qua mình xử lý nốt cái đó xong mình sẽ qua mình chơi chung với gà. Trời đó, ông nội thấy sập nhà ông nội qua ăn hôi. Dễ sợ thiệt. Thấy lết cái tướng đi là thấy ông ưa rồi. Ai? Mày. Ủa tao không sao biết không hả? Thấy sao không thấy? Đi mà cái đít chỉnh rảnh mà có cái tay mèo lúc lắc thấy ông ưa. Ok, giọt qua level 5 lại. Vãi, mà mì luôn quá. Ok, được 2.200 rồi. Bây giờ để mình coi thử cái súng tiếp theo bao nhiêu tiền. 3.500. Ok. Ôi, 3.500 lần. Tao mới 800 mà giờ tao mua thêm lần tao mới đủ 1.200 mua túi. 15.000, trời có cái súng tỏa ông nữa kìa. Súng gì? Tỏa ông. Ghê hả? Ông mà sao nó phá được này trời. Ghê bắn, chùn, ok quá. Trời đất ơi, mới bắn có xíu rồi reload hoài. Chứ kia tiếp. Tôi mệt mỏi quá man, bây giờ qua level 10 tiếp. Cái nhảy lại kiểu này đuối chết được. Đúng rồi, hên là nó cho đường ray này chả chứ không cho đường ray chả chả thấy bà luôn. Đây.
Bắn. Đập bom ngay cái cột. Bắn cái xe. Đùng. Xe nè. Xe nè. Xe ba. Tao đây xe ba ơi, tao bắn nát chiếc xe máy cài luôn rồi. Ok, đủ tiền rồi, mua túi thôi. Ok, mua túi 1,200. Xong. Quá sung sướng. Ok, mình với Kia sử dụng video đây thôi. Thì nguyên ngày hôm nay mình với Kia, công trình mà mình Kia đã phá hoại được một cái nông trại vui vẻ và một cái bãi đổ xe. Bãi đổ xe gì ta gọi là không, đó là trường đua cho bãi đổ xe gì? Cái gì? Đó là trường đua. Đâu, trường đua nhỏ nhỏ, còn bên kia là bãi đổ xe container kìa ba. Không, cái đó không phải bãi đổ xe mà bên kia là một cái không phải lâu đài mà không phải cái đó gọi là công trường hả? Đúng rồi. Trời, bên đây là cái nông trại, bên kia là cái công trường xây dựng, còn bên đây là cái trường đua. Ok, mình với Kia hôm nay ngày hôm nay thì đã phá được ba cái khu vực gọi là ba khu vực điểm của cái game này. Tại sao gọi là ba khu vực điểm? Tại vì mới vô game này ai cũng phải vượt qua ba khu vực này đó, nên người ta gọi là ba khu vực điểm. Ok, các bạn thích video này thì nhớ để lại cho mình với Kia một like, một share và hãy subscribe cái channel của mình với Kia để nhận thêm nhiều video mỗi ngày nhé. Và các bạn hãy comment ở bên dưới là mình với Kia hôm nay một ngày phá và tinh nghịch có thật vui nhộn không nhé. Bye bye mọi người. Ở đang đi làm mà ba. Thì vừa làm vừa phá, người ta gọi là trong vui, trong việc có vui, trong vui có việc. Bye bye, bye mọi người. That's it, friend? Yes.